Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng sẽ giới thiệu cho anh em những mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng. Mình là Tuấn Anh. Đấy. Cửa hàng của mình có địa chỉ tại km 11 đường Cống Trắng, Quán Toan, Hải Phòng. Anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0989 711706. Thì hiện tại cửa hàng mình cũng còn một vài mẫu xe có giá trị từ 100 cho đến 400 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe nào thì hãy alo trực tiếp cho mình. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu Chevrolet Captivan sản xuất 2007 đang được chào bán với giá là 268 triệu đồng anh em nhé. Video trước mình cũng đã báo giá nhầm về chiếc này. Anh em thật sự thông cảm, đây là một chiếc Chevrolet Captivan 7 chỗ. Số sàn đang được chào bán với giá 268 triệu đồng anh em nhé. Một mẫu xe 7 chỗ cực chất cho anh em. Anh em nào có nhu cầu về mẫu xe nào thì hãy cứ alo cho mình. Mình sẽ báo giá chuẩn và chi tiết từng chiếc xe một. Tiếp theo đó là một chiếc Kia K đen sản xuất 2010, máy 1.6 màu trắng. Một chiếc xe khá là đẹp. Đối với chiếc này thì mình đã chào bán với giá là 245 triệu đồng. Bao rút hồ sơ, bao vận chuyển cho anh em. Tất cả những anh em ở xa. Một mẫu xe khá là chất. Đấy, sản xuất 2010 nhé anh em nhé. Máy 1.6. Đối với sơn con này thì là em đã sơn lại cả xe rồi. Rất là đẹp nên là không có một chỗ nào nó cộc cạch cả. Màu trắng, na răng đúc. Đăng kiểm thì còn đến tháng 1 năm 2020. Một mẫu xe 7 chỗ 2010 mà giá chỉ có 245 triệu đồng. Đấy. Anh em nhìn tổng quát bên ngoài của chiếc xe thì là khá là ok. Máy móc gầm bệ cực chất. Màn hình DVD và cam lùi đầy đủ cho anh em. Đấy. Rất là chất cho anh em. Một mẫu xe 7 chỗ, anh em về chỉ việc bấm biển vào tên là xong. Một ngày. Tiếp theo ở trong xa xa kia đó là chiếc Hyundai Venna sản xuất 2008, bản đồ đang được chào bán với giá nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhé. Đang được chào bán với giá là 176 triệu đồng. Đấy, 176 triệu đồng anh em nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất 2008. Đây là một chiếc Daewoo Gentra sản xuất 2009 và đang được chào bán với giá là 180 triệu đồng. Anh em có xem video thì đừng quên like và đăng ký kênh cho mình để nhận được nhiều thông tin cũng như nhiều mẫu xe mới về cửa hàng. Thì có thể là mình sẽ báo giá mình không nhớ rõ nên là báo giá sai lệch đi một chút, anh em thật sự thông cảm. Alo cho mình để biết thêm nhiều thông tin chi tiết. Đây là chiếc Lazetti nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất 2010. Đấy. Đang được chào bán với giá là 270 triệu đồng. Một mẫu Lazetti xe nhập khẩu anh em nhé, 270 triệu đồng. Sản xuất 2010. Con này của ai anh Hiếu? Vinh Vinh. Mới về hôm qua. Đây là một chiếc
Nissan Livia. Grand Livia. Con này mới về hôm qua nên là em chưa rõ đời, chưa rõ giá. Anh em nào đang có nhu cầu mẫu xe này thì hãy alo cho mình nhé. Một mẫu xe 7 chỗ rất là hợp lý cho anh em. Số sàn anh em nhé. Nội thất rất là ok. Đấy, anh em xem video thích mẫu xe nào thì alo cho mình. Đây là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2011, 306 triệu đồng. Sản xuất 2011, 306 triệu đồng, biển Hà Nội. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu Mazda 6 sản xuất 2003, đang được chào bán với giá 206 triệu đồng. Một mẫu xe khá là chất. Chiếc xe này thì em cam kết cho anh em là cực chất luôn. Máy móc gầm bệ khá là ok. Đấy, tất cả còn nguyên bản theo nhà sản xuất nhé. Ghế ra nguyên bản này, trần nỉ rất là sạch sẽ, đài của nhà sản xuất luôn. Xe chạy rất là chắc. Một mẫu xe Mazda 6 sản xuất 2003, cực chất cho anh em. Anh em nào có nhu cầu về mẫu xe này thì cứ alo cho mình. Và số điện thoại 081-666-2386 và 0989-711-706 anh em nhé. Tiếp theo đó là một chiếc Lazetti sản xuất 2009. Em được chào bán với giá là 185 triệu đồng cho anh em. 185 triệu đồng anh em đã có một mẫu xe Lazetti sản xuất 2009. Xe khá là chất, cứng xe cho anh em. Tất cả mọi thứ rất là ok. Anh em đã có chỉ có 186 triệu anh em, 85 triệu anh em đã có một mẫu xe sedan hai đầu để đi chơi Tết thì rất là ok. Đấy. Thì tất cả mẫu xe đây thì mình chỉ quay qua một chút thôi. Anh em là có nhu cầu liên hệ với mình để mình sẽ quay trực tiếp cho anh em kỹ càng hơn cho anh em. Đây là chiếc Vios sản xuất 2007, bản Nimo lưng kịch đang được chào bán, bản Nimo thôi. Thì lưng kịch thì chưa được lưng kịch, đang được chào bán với giá 186 triệu đồng anh em nhé. Dòng Toyota Vios này thì anh em không phải suy nghĩ gì cả. Đây là một chiếc Toyota Vios 2007 bản Nimo. Đấy, đang được chào bán giá là 186 triệu đồng anh em nhé. Tiếp theo đó là một chiếc Innova sản xuất 2010 bản gần xịn, đang được chào bán giá là 370 triệu đồng. 370 triệu đồng cho anh em một chiếc Innova gần xịn sản xuất 2010 anh em nhé. Xe còn rất là chất, cứng xe. Đây là một chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2009, 180 triệu đồng anh em nhé. Ở đâu 2009, con này là 170 hay là 180 gì đấy. Anh em nào có nhu cầu mẫu xe này cứ alo cho mình nhé. Tiếp theo đó là một chiếc Kia Forte sản xuất 2009, bản nhập khẩu số tự động, bản đổ full option, biển 30 Hà Nội, đang được chào bán với giá là 388 triệu đồng anh em nhé. Một chiếc Kia Forte nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất 2009, bản SNI nhập khẩu full option số tự động, đang được chào bán với giá là 388 triệu đồng. Anh em có thể nhìn thấy chiếc Kia Forte này.
Tiếp theo đó là một chiếc Toyota Vios sản xuất 2005 bản Nimo lưng kịch đang được chào bán với giá là 168 triệu đồng cho anh em. Anh em có nhu cầu mẫu xe này thì cứ alo cho mình. 168 triệu đồng bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển cho anh em. Anh em có nhu cầu thì cứ alo. Bật mẫu xe Toyota Vios lồi đồng cối đá cực chất cho anh em. Đấy. Đối với dòng này thì chạy rất là bền, không hay hỏng vặt, mà có hỏng thì đồ đạc của nó cũng rất là dễ là sửa chữa anh em ạ. Nói chung là chiếc này về không phải làm cái gì, sẵn đi thôi. Sản xuất 2005, form xe rất là cứng. Đấy. Sơn xi khá là ok, cực chất cho anh em. Anh em nào nhanh tay. Tiếp theo đó là một chiếc Innova sản xuất 2008 đang được chào bán bản G-Sit anh em nhé, đang được chào bán với giá là 345 triệu đồng. Cho một chiếc Innova sản xuất 2008 bản G-Sit anh em nhé. Một chiếc Innova bản G-Sit. Tiếp theo đó là một chiếc Kia Carens sản xuất 2010 đăng ký 2011 đang được chào bán với giá là 270 triệu đồng. Bản máy 1.6 anh em nhé, bản chiếu. 2010 đăng ký 2011. 270 triệu đồng. Màu bạc anh em nhé. Đây là chiếc Ford Mondeo sản xuất 2004 form mới. Nói chung là từ form mới từ cuối 2004 đến 2007 đèn của nó là đèn hai vạch này. Đối với chiếc này thì được trang bị rất là nhiều chức năng. Đấy, một mẫu xe gọi là xe sang của ngày xưa. Anh em. Anh em nào có nhu cầu về lấy chiếc này về đi công tác thì rất là ok. Nó chỉ rất ít tiền thôi nhưng mà rất là sang trọng. Đấy. Nội thất nguyên bản theo xe anh em nhé. Đối với chiếc này thì chủ cũ người ta đi rất là ok này. 2004 form mới. Và tiếp theo đó là một chiếc Kia Carens sản xuất 2010 số tự động. Máy 2.0 bản đồ cửa lóc đang được chào bán với giá là 306 triệu đồng anh em nhé. Số tự động cho một chiếc Kia Carens sản xuất 2010. Đấy. Thì vừa rồi ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng cũng giới thiệu cho anh em một vài mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng của mình. Có địa chỉ tại km 11 đường Cống Trắng Quán Toan Hải Phòng. Mình tên là Tuấn Anh. Số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0989 711 706. Đấy. Đây là một chiếc Vios sản xuất 2005 đăng ký 2006 anh em nhé. 170 triệu đồng. Vios Nimo lưng kịch sản xuất 2005 đăng ký 2006. Theo đó là một chiếc Matiz siêu tự động sản xuất 2007 Super đây là chào bán với giá là 170 triệu đồng. Đấy, thì vừa rồi mình cũng đã giới thiệu cho anh em một vài mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng của mình. Thì hôm nay cũng là ngày 19 tháng 12 âm lịch rồi, sắp gần Tết rồi, mình cũng chỉ bán một vài ngày nữa là mình sẽ nghỉ Tết thôi. Anh em nào có nhu cầu thì hãy mua ngay. Đấy. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm đến kênh của mình trong suốt thời gian qua. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đấy, cửa hàng mình đã có cốt Tết, đào Tết rồi.